Vâng, em xin chào toàn thể quý vị cộng đồng mạng trong nước và nước ngoài. Em xin chia sẻ, em xin kể một câu chuyện. Lúc em đi làm mướn cơ khí, gọi vừa học vừa làm, nhưng chủ yếu mình làm thuê, thì em làm cho anh Đinh Ngọc Sơn. Thì là anh quê ở Nam Định, nhưng mà vợ chồng anh với một đứa con cháu trai đấy là đã mua đất có nhà ở Hà Nội đấy. Thì là anh nhận công trình, các công trình cơ khí anh làm và công trình xây dựng. Nhưng em kể lại đợt là nên làm trên Lạng Sơn, thì là công việc như thế ở con ạ. Thì nên em xin kể là câu chuyện là để cho các anh mà các anh em sau này mà muốn trông coi tài sản của công trình, thì em mách nhỏ đấy, cá nhân em chia sẻ thôi, thì nên gọi là học biết về hàn xì,